Dạ vâng. Và có một cái vấn đề liên quan đến glutathione mà quý vị khán giả cũng có băn khoăn đó là cái hóa chất này khi uống vào trong dạ dày sẽ bị phân tách thành các axit amin vậy thì các chế phẩm mà glutathione đường uống thì có hiệu quả hay không ạ? Cái họ glutathione đường uống thì hoàn toàn có tác dụng đấy chúng ta biết là khi mà glutathione đường uống ấy, khi nào nó vào cơ thể nó sơ phân phân hủy và sau đấy nó thì là vẫn có tác dụng thải độc gan nó rất là tốt và cái liều mà của glutathione ấy, thì chúng ta tùy theo các mức độ nặng nhẹ của bệnh mà chúng ta sử dụng ví dụ tôi nói trong bệnh lý về gan đấy nhân nếu chúng ta có thể sử dụng đường uống ấy, thì chúng ta cứ sử dụng là khoảng 500 mg. Còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân nặng hơn ấy thì chúng ta có thể dụng đường tim tĩnh mạch và với cái cái cái, cái 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 cái, cái hàm lượng có thể là cao hơn.